Các bạn, sẽ có lắp giới thiệu các bạn, đây là modem DV6-3143US. Đây là modem đời mới, với vỏ kim loại. Đây là thùng ngoài của máy. Hàng nhập từ Mỹ, mình không chưa khui. Trên máy có tên và cấu hình chi tiết. Đây mặt trước với logo HP. Mặt bên cạnh. Và ở đây mặt còn lại với dòng chữ The Computer in Personal Again. Và có các ngôn ngữ khác như Pháp, Ý, Nhật, Trung Quốc. Máy nguyên không chơi phui, bây giờ mình phui. Bên ngoài là có tem HP trắng, ở giữa có logo HP. Máy này có màu Midnight Blue, xanh đen. Đây máy có một cái hộp sắt nhỏ. Đây là máy. Bên trong có adapter, pin sạc siêu và dây nguồn. Đây tất cả kiện nhập theo. Ở máy còn được một lớp siêu trong và có chữ HP trong giống như trên thùng. Dưới thân máy thì có tem Fashion Window, khuôn mặt quyền và các thông số bên trong đây. Ở đây mặt ngoài của máy. Máy có màu xanh đen với hoa văn chìm. Nhìn rất là đẹp. Ở mặt trong của máy. Máy đời mới có thiết kế là màn hình gương cho màu sắc rất là đẹp. Bản tính chất nét giống như Sony và Apple. Vỏ kim loại, túc bắt rộng, có chức năng đa điểm. Máy được trang bị cả màn hình rời với hỗ trợ DirectX 11 có tên là Ryzen Core 3, Ryzen Windows 7. Camera của máy. Máy này có đầy đủ các cổng trang bị đời mới, giống như là cổng HDMI để xuất ra màn hình Full HD, cổng mạng LAN, cổng VGA để xuất ra máy chiếu. Đây là khe tản nhiệt. Đây cổng SATA để kết nối với ổ cứng tốc độ nhanh gấp 2 lần với cổng USB thông thường. Cổng USB, hai cổng audio. Khe cạc header. Còn mặt trước thì được trang bị hai loa tách lan sim. Các bạn còn lại là đây là ổ USB, hai cổng USB, thêm cổng nguồn khóa laptop. Máy được thiết kế kích thước 15.6 inch nhưng mà cũng rất là gọn gàng. Đây pin 6 cell này các bạn. Để khởi động, nó buông Win ra.